Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thú Y Chị Em. Hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn cái quy trình để làm vaccine trên con heo con. Thì trước tiên đối với heo con khi mà mới đẻ ra ấy, thì đầu tiên chúng ta cần phải xử lý những cái gì. Thì là heo đẻ ra xong ấy, thì mình sẽ tiến hành mình cho heo vào lồng úm sau khi lau sạch sẽ này, buộc dây rốn và cắt rốn. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt lanh và bấm đuôi cho heo. Cắt nanh và bấm đuôi cho heo thì là mình sẽ tiến hành xử lý sau khi mà con heo con nó được bú sữa đầu. Ví dụ như là đẻ vào sáng thì đến chiều mình có thể mình tiến hành mình cắt nanh và bấm đuôi luôn. Hoặc là ví dụ đẻ vào tối thì sáng hôm sau mình tiến hành bấm nanh và cắt đuôi. Sau đó 3 đến 5 ngày tuổi là mình sẽ tiến hành tiêm sắt và nhỏ cầu trùng cho heo. Và những cái vaccine cần làm đó là tầm khoảng 7 ngày tuổi thì mình có thể mình tiến hành mình tiêm xuyễn. Nếu như mà mình tiêm lại xuyễn 2 lần ý, thì 7 và 21 ngày thì tiến hành là tiêm 2 mũi. Đấy, thì tiếp theo cái sau cái mũi xuyễn là tầm khoảng 10 đến 14 ngày tuổi thì mình có thể mình tiến hành mình tiêm vaccine tai xanh. Tại vì như video đợt trước mình có nói là cái tai xanh thì mình tiêm càng sớm càng tốt. Do vậy nên là tầm 10 đến 14 ngày thì mình có thể mình tiêm tai xanh được luôn. Đấy, thì nhiều người thắc mắc là tiêm như vậy thì có sớm không? Nhưng mà thực tế ra là tiêm như vậy thì không hoàn toàn là không sớm nhé. Tại vì là tai xanh mình tiêm thì sau khoảng 21 đến 28 ngày thì nó mới sinh miễn dịch. Nên là mình tiêm giai đoạn đấy thì rất là phù hợp rồi. Đấy, tiếp theo thì là mình tiến hành mình tiêm vaccine Psycho. Psycho thì mình có thể mình tiêm vào lúc 18 đến 21 ngày tuổi. Đấy, thì nếu như nhà nào mà tiêm mũi xuyễn đầu tiên vào 7 ngày thì 21 ngày thì có thể tiêm một bên là xuyễn một bên Psycho cũng được. Hoặc nếu như mà tiêm cái loại xuyễn một lần ý, thì tầm khoảng 18 đến 21 ngày là có thể tiêm cái xuyễn và Psycho đấu cùng với nhau. Là cái hàng của Boehringer ấy, tức là công ty người ta khuyến cáo là có thể đấu hai loại vaccine đấy cùng với nhau thì mình có thể mình tiến hành mình đấu với nhau mình tiêm được. Ngoài ra thì tùy theo cái áp lực dịch bệnh của mỗi vùng khác nhau thì cái giai đoạn heo con theo mẹ thì mình có thể mình tiêm cái vaccine Glasser. Đấy là ví dụ như chuồng trại nhà mình mà nó hay gặp cái tình trạng mà heo nó bị xù lông này rồi là sưng khớp chân mà bị hiện tượng Glasser như vậy thì mình tiến hành mình tiêm cho heo con tầm khoảng 18 ngày tuổi đi, 18 ngày tuổi mình tiêm Glasser và đến tầm 21 ngày mình tiêm xuyễn và Psycho. Đấy, thì chú ý là tùy từng vùng áp lực dịch bệnh khác nhau mình tiến hành mình tiêm các loại khác vaccine khác nhau. Đấy, thì ngoài ra thì nhiều khu vực thì bà con còn có thể làm thêm vaccine E-coli cho heo con. E-coli cho heo con thì có thể làm vào cũng vào giai đoạn khoảng tầm 17-18 ngày thì cũng có thể làm cái vaccine này được. Đấy, thì chú ý một cái đấy là các cái loại vaccine mà vaccine mọi người hay để ý là vaccine dạng nước ấy, nó gọi là vaccine vô hoạt. Thì các loại vaccine vô hoạt là mình có thể mình tiến hành tiêm kể cả 2-3 loại vaccine cùng một ngày, không ảnh hưởng gì đến heo con cả. Nên là mọi người sợ là bị chồng chéo vaccine mà phải cách ra ngày ấy, thì ví dụ mấy cái loại Glasser hay là E-coli này, rồi là vaccine Psycho các thứ thì đều có thể tiêm ví dụ cách nhau một ngày tiêm, hoặc là mình tiêm cùng một ngày với nhau mà các vị trí tiêm khác nhau đều ok, không ảnh hưởng gì. Đấy, thì đấy là cái giai đoạn mà khi heo con, trong giai đoạn heo con theo mẹ thì đấy là làm những mũi vaccine đấy. Còn sau khi mà heo tách mẹ ra ấy, thì là mình cần phải tiến hành mình làm các vaccine gì. Đấy là vào rơi vào khoảng 35 ngày tuổi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tiêm vaccine dịch tả. Dịch tả mũi 1 là 35 ngày, sau đó chúng ta cộng thêm khoảng 1 tháng sau chúng ta sẽ tiến hành tiêm mũi dịch tả mũi 2. Còn lại thì từ cái giai đoạn 10 đến 14 ngày lúc nãy mình tiêm tai xanh mũi 1 rồi đúng không? Thì mình sẽ cộng khoảng 1 tháng sau bắt đầu mình tiêm tai xanh mũi 2 luôn. Đấy. Còn đối với lở mồm long móng thì mình có thể mình tiến hành mình tiêm vào giai đoạn heo tầm khoảng 42 ngày tuổi, nó rơi vào khoảng 6 tuần tuổi là mình tiến hành mình tiêm vaccine lở mồm long móng được. Ngoài ra thì đối với cả heo thịt ý, thì là tùy theo từng vùng áp lực dịch bệnh khác nhau thì có thể là tiêm thêm cái vaccine APP. Vaccine APP này tiêm cho heo thịt cũng rất là tốt. Thì là cứ heo tầm khoảng từ 15-20 cân trở lên là cũng có thể tiến hành tiêm vaccine APP được. Hoặc nếu tính theo tuần tuổi là trên 7 tuần tuổi là tiến hành tiêm APP. Đấy, thì đấy là cái quy trình cho heo thịt. Ngoài ra thì nên chú ý một cái là định kỳ là phải nhắc lại tai xanh sau 3 tháng. Ví dụ như là từ giai đoạn đấy mình tiêm mũi 2 rồi thì 3 tháng sau mình phải nhắc lại. Tại vì nhiều nhà mọi nơi là nuôi thường nuôi heo đến khoảng tạ 1, tạ 2 mới bán, nên là cần phải tiêm thêm một mũi tai xanh nữa. Và chú ý là đối với ở những cái giai đoạn mà bị stress, lỗ hổng miễn dịch, ví dụ như là sau heo sau khi tách mẹ thì là chú ý là mình nên trộn phòng thêm các cái loại kháng sinh để cho ăn vào để cho nó giảm áp lực mầm bệnh đi và nâng cao cái sức đề kháng cho heo con. Như cái video hôm trước là mình đã có hướng dẫn là cái cách để làm sao để úm cho heo con nó được an toàn và hạn chế được dịch bệnh rồi. Đấy.
Thì đấy là những cái chú ý rất là quan trọng mà khi mà mình chăn nuôi heo con và giai đoạn heo thịt thì mình nên chú ý, mình làm những cái loại vaccine như vậy thì để mà mình chăn nuôi heo nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Ngoài ra thì cần chú ý thêm, đấy là cái này thì là cũng tùy theo từng áp dụng dịch bệnh, hoặc nếu như có điều kiện thì chúng ta nên làm thêm cái mũi vaccine giả dại. Cái vaccine giả dại thì như hôm trước là mình có hướng dẫn ở trên con heo nái là phải làm định kỳ 6 tháng nhắc lại một lần. Cái đấy nó rất là quan trọng. Ngoài ra thì đối với heo thịt này thì cũng rơi vào tầm khoảng trên 1 tháng giai đoạn đấy, sau khi tách mẹ ra ấy, mà thời gian mà nó trống chưa tiêm loại vaccine nào thì mình có thể mình đưa cái giả dại mình tiêm, thì nó để nó tránh những cái rủi ro và thiệt hại sau này. Còn một số cái loại vaccine vi khuẩn như là tụ huyết trùng thương hàn đấy thì là mình có thể mình đưa vào cùng với cả tiêm cùng với vaccine dịch tả cái giai đoạn 35 ngày tuổi mình tiêm cùng cũng được. Có cái bộ ba của bên trung ương đấy thì có thể đấu cùng ba loại với nhau mình tiêm được luôn, tức là vaccine dịch tả đấu với tụ huyết trùng thương hàn kép đấy. Thì trên đây là cái quy trình mình đã nói sơ qua rồi, thì nếu như ai ấy mà muốn cần cái bảng chi tiết về cái quy trình vaccine này thì có thể kết bạn với mình qua Zalo số 0963 785 793 để mình gửi cho cái bảng chi tiết cụ thể để mọi người không phải theo dõi, không phải lượt qua lại từng cái một ấy, sợ là sẽ không nhớ được ấy. Đấy, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nhá. Thì các bạn thấy hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chị em nhà mình, để mình có thể ra được nhiều video ý nghĩa hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.